Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay em tiếp tục lên chia sẻ một số những giỏ lan có tẩy vườn. Đầu tiên lên các bác là một trụ tam bảo sắc đẹp như này các bác nhá. Đấy. Rất là to anh này luôn. To đẹp luôn các bác nhá. Trụ này mã số 2 là 550.000 đồng, dáng hương tam bảo sắc. Trụ nha các bác nhá. Các bác muốn làm tác phẩm thì mua những cái giò như này để làm tác phẩm thì đây, mặt sau nó đây. Đấy, độ thuần nó là ok rồi các bác nhá. 550.000 cho mã số 2. Giá hương tam bảo sắc. Tiếp tục mời các bác đến một trụ này nữa. Trụ mã số 3. Trụ này to chứ. Trụ này 550.000 đi. Bán là rẻ trụ này thì sao? 550.000 cho mã số 3, giá hương tam bảo sắc. Đây các bác nhá. Như này nhá. Đây mặt sau nó đây nhá. 550 mã số 3, giá hương tam bảo sắc. Tôi cho lên các bác ạ. Giỏ này mã số 1 này, 600.000 đồng. Mã số 1 600.000 đồng, một trụ tam bảo sắc như này các bác nhá. Trụ này dài khoảng 45 cm, đường kính gần 20. 600.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến với một giỏ hạc vĩ thiên cung 20, 40, 60. Bảng này dài 60 cm, 600.000 đồng. 600.000 đồng giá chúng ta bảo sắc các bạn hạc vĩ thiên cung các bạn nhá. Tiếp theo các bác một giỏ giả hạc pháp này, đang rất nhiều thân nhá. Mã số 5, 550.000 đồng. Mã số 5, 550.000 đồng giả hạc pháp các bác nhá. Chi chít thân luôn. Hơn 20 thân, gần 30 thân các bạn. Tiếp theo là một giỏ hoàng thảo tam bảo sắc. Giỏ này thì hoa rất là sai luôn các bạn. Đây. Hoa thơm nhá các bác nhá. Hoa thơm luôn. Bên trên nó có một cây tổ quạ này. Giỏ này 250.000 đồng các bác nhá, hoàng thảo tam bảo sắc. Đây. Quá đẹp luôn. Tiếp theo là một giỏ vẫn hạc vĩ thiên cung các bác nhá, giỏ này thì dày chi chít luôn. 500.000 đồng. Hạc vĩ thiên cung 500.000 đồng. Tiếp theo lên các bác một giò long tu đá xỉn hồ cao Lai Châu các bác nhá. Thân dài thân đẹp luôn như này các bác nhá. Mướt mượt mượt luôn. Giò này chia sẻ các bác là 300.000 đồng cho mã số 9 long tu đá xỉn hồ cao ở Lai Châu nhá. Đây em lên các bác một giò hài đuôi công nhá. Một giò hài đuôi công như này. Chậu bê tông. Chậu này thì đẹp rồi. Hàng nguyên một dề các bác nhá. Đấy. Cũng rất là đẹp luôn, hai đôi công của này đang chuẩn bị hoa. Và tôi chia sẻ các bác là 350.000 cho mã số 13. Hai đôi công đó nhá. Em lên các bác một giỏ hai kim này. Hai kim mã số 15. Trụ này 500.000 đồng, hai kim mã số 15 500.000 đồng. Một giò hài kim như này các bác nhá. Đây các bác nhá. Đấy. Hài kim này người ta vẫn bán theo tép đấy các bạn. Em bán giá rẻ lên mười mấy tép đấy. 500.000 đồng. Mã số 15. Đây các bác một trụ chồn Lai Châu. Một trụ như này các bác nhá. Rất là nhiều cây luôn, ghép lũa này. Mặt sau nó đây. Một trụ chồn này chia sẻ các bác là 1.000.000 đồng giá hương quy trồn Lai Châu.
Tiếp theo một giò phi điệp vàng trồng trên tổ quạ như này thôi nhá. Bên dưới là một cái thớt gỗ cực đẹp luôn. Giò này 300.000 đồng các bác nhá. Phi điệp vàng 300.000 đồng trồng trên tổ quạ như này nhá. Đếm cho bao nhiêu thân? Đôi 4 6 8 8 thân dài chưa kể thân ngắn các bác nhá. 300.000 đồng. Phi điệp vàng. Ở đây các bác một giỏ hài cực đẹp luôn. Vẫn là hài đuôi công, hàng nguyên một dè các bác nhá. Nguyên một dè nó một gốc các bác. Đấy, lá cực đẹp luôn như này nhá. Mã số 1 là 380.000 đồng. Hài đuôi công các bác nhá. Tiếp theo nên các bác một giỏ trầm trắng này. Trầm hoa trắng các bác nhá. Giỏ này rất nhiều thân luôn. Đôi 4 6 8 10 thân. Vừa ngắn vừa dài là 10 thân. Thân dài của nó là 20 40 50 cm, thân dài nhất là 50 cm. Mã số 1 là 250.000 đồng. Trầm trắng lắm nhá. Tiếp theo nên các bác một giò đùi gà tròn 5 cánh trắng hồng bã trầu. Một loại lan thì như năm nay nó rất là hiếm luôn. Gần như là các bác muốn mua tác phẩm là gần như không có. Đấy, rất là hiếm. Giò gà này chia sẻ các bác là 350.000 đồng. 350.000 đồng cho mã số 6 nhá. Đùi gà tròn 5 cánh trắng của bã trầu. Em lên với các bác một tác phẩm đó là kiều vuông các bác nhá. Kiều vuông một loại lan thì đẹp từ thân lá đẹp đi, dễ hoa và dễ chăm sóc. Đặc biệt là các bác có thể làm hoa chơi đúng dịp Tết thì kiều vuông này thì nó là sự tuyệt vời các bác nhá. Hơn 20 thân nhá, toàn thân hoa đấy nhá. Toàn thân và đã đang sưng lụ đấy nhá. Giò kiều này chia sẻ các bác là 1.100.000 đồng cho mã số 1 kiều vuông. Tiếp theo nên các bác một giò sơn thủy tiên. Một giò sơn thủy tiên họng đen nhá các bác nhá. Rất nhiều thân như này. Đấy. Giò này chia sẻ các bác là 600.000 đồng. Một giò duy nhất các bác nhá. Sơn thủy tiên họng đen 600.000 đồng. Tiếp theo lên các bác một giò, đây là một giò thanh đạm rừng nhé các bác nhá. Thanh đạm sữa rừng các bác nhá. Đấy. Các bác muốn chơi đồ rừng và dòng thanh đạm thì hoa rất là thơm. Hoa cực thơm luôn. Giò thanh đạm này chia sẻ các bác là 350.000 đồng. Đang chi chít lụ luôn. Rất nhiều lụ luôn nhá. Bảng to. Đường kính 30-30. Giò này là 350.000 đồng. Vâng, và giò lan này kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn ngày mai.